Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến bà Pelosi. Ngày hôm qua, bà Pelosi đã gửi cho Joe Biden một cái thư nói rõ rằng là Joe Biden đã làm việc quá nhiều, quá giỏi, quá thành công. Công nhận là cái đảng con lừa này nói chuyện nó không biết xấu hổ. Cho đến bây giờ, Joe Biden người ta nhìn thấy là toàn là phá hoại nước Mỹ. Đầu tiên, công việc về vấn đề khai thác dầu hỏa, người ta đang làm phát triển trở thành nước Mỹ, trở thành quốc gia đầu trên thế giới, sản xuất khí đốt và sản xuất dầu hỏa, hơn cả Nga, hơn cả Saudi Arabia, còn bán cho thế giới mỗi một ngày vài triệu thùng. Bây giờ Joe Biden ra lệnh ngưng, không được khai thác nữa. Thế là hàng chục ngàn gia đình không có việc làm. Đấy là một cái xấu đầu tiên của Joe Biden, một cái phá hoại đầu tiên nền kinh tế của Mỹ. Cái thứ hai, biên giới đang êm ấm. Quý vị biết là tháng 12 năm 2020 vừa rồi, cái số người mà chẳng có biên giới chưa đầy 20.000, cỡ 16.000. Rồi đến lúc Joe Biden vào mở cửa biên giới, ngay tháng Giêng đã có trên 100.000 người Mexico tràn qua biên giới. Tháng 2 144.000 người, tháng 3 vừa rồi 172.000 người, tháng 4 chưa biết. Vậy mà Nancy Pelosi nói rằng Joe Biden là việc thành công tuyệt vời. Về di dân cũng vất đi, về kinh tế thì lại càng vất đi, còn vấn đề đối với đối ngoại thì lại hỏng quá. Là vì trong cái số tiền 1.900 tỷ để mà giúp cho dân Mỹ phục hồi nền kinh tế thì nó lại đem cho người Iran 3 tỷ đô la để cho người Iran này xài chơi. Nó đem qua cho Ai Cập, nó đem qua cho Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi quốc gia vài tỷ. Dân Mỹ 320 triệu dân chỉ được có khoảng 400 tỷ. Rồi nó lại đem tiền, nó nuôi tất cả cái bọn di dân bất hợp pháp, nó cho hợp thức hóa quốc tịch 11 triệu người, tốn hàng trăm triệu đô la của Hoa Kỳ. Di dân cũng hỏng, đối ngoại cũng hỏng, là vì bị cho Tàu Cộng nó chửi. Mời nó đến Alaska để nó chửi, nó nhục mạ, nó khinh rẻ. Chưa bao giờ nước Mỹ bị nước Tàu chửi một cách nhục nhã như là Joe Biden bị Dương Khiết Trì chửi, bị Vương Nghị chửi. Nói tóm lại về mọi phương diện, Joe Biden là một tên ăn hại. Nó chả biết cái gì. Lên cầu thang mà nó đi còn chưa nổi, nó ngã lên ngã xuống 3-4 lần. Nói chuyện thì quên đầu quên đuôi. Tôi nhớ là cách đây 121 năm khi tôi bước vào Quốc hội, ông nội nó trong khi nó mới có 78 tuổi. Thế mà gọi là lãnh tụ mà làm việc giỏi. Pelosi khen. Đây là cái đoạn khen đầu của Pelosi. Đoạn sau Pelosi nói rằng mời Joe Biden đến Quốc hội đọc diễn văn ngày 28 tháng 4 này. Nhưng mà không được mời ai hết. Nhớ câu đó. Chỉ để cho mấy người dân biểu, mấy nghị sĩ nó ngủ gật, nó ngồi để nó nghe thôi. Với lại Pelosi ngồi thôi, chứ không được mời ai hết. May ra thì có mời Mike Pence, phó tổng thống của ông Donald Trump. Còn ngoài ra không được mời ai hết. Với một vị lãnh đạo, một siêu cường của thế giới, mà nói chuyện không có người nghe, được không? Giống như ngày mà nó gọi là đăng quang, nó không có một người dân đến, nhưng mà nó thay vào đó nó cắm 200.000 lá cờ là để tượng trưng cho 200.000 linh hồn của ma, nó ghi vào cho bỏ phiếu cho Joe Biden. Hết. Và đọc diễn văn sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 4 này. Trong khi đó thì tiểu bang Missouri cũng nộp đơn kiện Joe Biden là không được đem những trẻ con di cư bất hợp pháp đến tiểu bang tôi, và không cho những cái bọn di cư bất hợp pháp vào Missouri. Đa số chúng nó là những cái dân tội phạm, hiếp dâm, cướp của, giết người, MS-13 và khủng bố. Đấy, một vị tổng thống làm việc mà đến 2-30 tiểu bang người ta chống đối thì làm cái gì mà Nancy Pelosi gọi là
thành công tuyệt vời. Rồi chúng ta nói chuyện đến cái ông Mike Lindell. Ông Mike Lindell này là một người lập ra công ty MyPillow. Ông ấy ca tụng Donald Trump, ông ấy yểm trợ Donald Trump. Ông ấy nói rằng Donald Trump mới là một vị lãnh tụ mà chúng ta cần có. Và khi ông ta đã xuất hiện yểm trợ Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, ông ta bị đánh tơi bời. Các công ty lấy hết lại hàng hóa không có bán trả lại. Từ Walmart cho đến những cái chỗ công ty mà bán quần áo, rồi JCPenney v.v. Nếu như người khác là coi như tan nát sự nghiệp rồi. Bởi vì đảng con lừa nó bảo rằng không được yểm trợ vì tên này đi theo Donald Trump. Nhưng mà quý vị phải tin chúng ta rằng có Thượng Đế ở trên đầu. Sau khi mà Mike Lindell này bị đảng con lừa chống đối, thì tự nhiên thế giới lại ùn ùn kéo tới mua đồ của MyPillow. Mua đến nhiều đến cái độ mà bây giờ ông phải lập ra online sale, sẽ bán ở trên online internet để mà cạnh tranh với Amazon. Đồng thời ông lại nhiều tiền, thừa tiền sẽ mở ra các cái mạng lưới internet để giúp đỡ cho những ai muốn nói lên sự thật không bị kiểm soát, như là Twitter, như là Facebook. Cho nên rồi đây Tổng thống Trump có nói rồi, những cái mạng lưới đó cũng sẽ chết. Vì chúng ta có mạng lưới của Tổng thống Donald Trump, chúng ta có quyền vào và muốn phát biểu, muốn nói gì, nói trời, nói đất, nói trăng, nói sao, không ai kiểm soát. MyPillow, chúng ta sẽ có những cái mạng lưới đó để vào. Chúng ta có thể chửi cả MyPillow, hàng hóa dở, hoàng ác, không ra gì, không sao. Ông Mike Lindell nói rằng là chúng ta chỉ cần nói lên cái sự thật của lòng mình. Đó là cái điều mơ ước của nước Mỹ, có một đời sống tự do ngôn luận tuyệt vời. Rồi ông lại mở ra một cái website để mà on sale, online sale, tức là bán hàng ở trên online như là Amazon. Rồi chúng ta lại có một điểm nữa là ông ta sẽ đưa ra tất cả những cái free membership, không cần người nào phải trả tiền hay là cần phải ghi danh là gì cả. Thích là cứ việc bấm vào và đưa post những cái website của mình lên. Và ông sẽ là một người đi tiên phong để ca tụng đời sống tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Và rồi đây Twitter, Google, rồi Facebook, chứ chưa cần nói đến những cái chat TikTok của bên Tổng cộng sột rác, bị kiểm soát, phải ghi danh, rồi phải khai lý lịch. Còn đằng này quý vị chỉ cần bấm đúng cái website và đưa lên rất là xong. Giống như là đường lối của Tổng thống Donald Trump, chủ trương tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Và ông chưa đưa ra mà các cái website khác của CNN, của Twitter đã chống đối, nói rằng ông là một con người chỉ muốn quảng cáo hàng hóa của ông. Cái chuyện đó dĩ nhiên. Người ta phục vụ thì người ta có quyền, phải có quyền lợi. Và những cái website khác bây giờ đang xấu hổ. Twitter, Mark Zuckerberg giờ này, thị trường chứng khoán của họ mất cái hàng trăm tỷ đô la rồi. Rồi chúng ta phải công nhận một điều nữa là Tổng thống Donald Trump, bất cứ một điều gì mà Tổng thống nói ra đều được đón nhận một cách sung sướng và tuyệt vời. Tôi muốn nói đến cái giá trị mà Tổng thống yểm trợ cho những ông bà dân biểu nghị sĩ, những người đang ra tranh cử nghị sĩ và thượng thống đốc đều có sự yểm trợ của Tổng thống Donald Trump và họ được ca tụng. Chẳng hạn như bà Huckabee, Sandra Huckabee, con gái của ông cựu thống đốc tiểu bang Arkansas là ông Mike Huckabee, ra tranh cử thống đốc được Tổng thống yểm trợ hết mình. Rồi ông Marco Rubio,
Thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida cũng được Tổng thống hết mình yểm trợ, và giờ này ông ta đang thắng cử so với đối phương. Và rồi đây, con dâu của Tổng thống Donald Trump là cô Lara Trump, vợ của Junior, cũng sẽ ra tranh cử nghị sĩ của tiểu bang Florida. Một trong những cái sự kiện này làm cho chúng ta thấy là Tổng thống Mỹ chỉ có Donald Trump mới xứng đáng là một vị anh hùng của dân tộc. Và từ đó, dân chúng Mỹ mới nở mày nở mặt với thế giới, và các lãnh tụ của thế giới vẫn ca tụng Donald Trump. Dân chúng của quốc tế đều mơ có một lãnh tụ như là ông Tổng thống Donald Trump. Đến bây giờ thì người ta nhìn vào kinh tế Mỹ, so với ông Donald Trump và so với Joe Biden, Joe Biden không đáng là học trò của Joe Biden, của Donald Trump. Joe Biden không biết gì về vấn đề kinh tế, chỉ biết có một vấn đề đưa thằng con đi lại lục Tập Cận Bình kiếm ít tiền, đưa thằng con qua bên Ukraine lại lục Tổng thống Zelensky kiếm ít tiền, đưa thằng con qua bên Nga lại bà vợ của ông Kos, đô trưởng thủ đô Mạc Tư Khoa, kiếm 3,5 triệu đô la. Hình ảnh con đó và tất cả sự kiện đó đều có trong cuốn sách gọi là Clinton Cash. Chúng ta đều có thể coi được những cái sự kiện khốn nạn của đảng con lửa. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.